chấn động. Tiên tri báo trước cực chính xác, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời đổi vận, trúng số liên tiếp, phất lên như vũ bão, đổi đời đại gia, đúng trong tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Con người sống trên chốn hồng trần, số kiếp ông trời đã điểm phân, vui buồn bất hạnh hay may mắn, người quá giàu sang kẻ thiếu phần, người khổ biết vượt qua số phận. Ăn ở hiền lành khỏe tấm thân, nếu muốn bản thân không lận đận, cố gắng đừng gieo chuyện nợ nần, con người đạo đức luôn chiến thắng, thoát khỏi u mê hết nhọc nhằn. Quý cô bác tuổi Quý Sửu kính mến, cuộc đời mỗi người lúc thăng lúc trầm, lúc ngọt bùi đắng cay, lúc bi quan ly hợp, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh. Có người khổ cực vất vả ở thời điểm này, nhưng lại sung sướng ở thời điểm khác, đúng như câu, khổ trước sướng sau. Được biết mệnh chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, hồi bé đã có cuộc sống cơ cực, vất vả, cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc. Lúc trưởng thành cũng không khấm khá là bao, lăn lũ kiếm từng đồng mưu sinh, nhưng người nghèo thì cứ nghèo bền vững. Tuy nhiên do ăn ở tích đức, luôn làm việc thiện, nên trong tháng 8 âm lịch này, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, được ơn trên ban lộc lớn, phước đức đầy tay, mọi khó khăn vất vả đều tan biến, thay vào đó là sự sung túc đủ đầy, tiền và ngập két, 10 phân vẹn 10. Vậy để biết được phần trình cụ thể trong tháng 8 âm lịch 2024 của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 sẽ diễn ra như thế nào, thì xin mời quý vị cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây. Thần tài ban cho lộc lớn, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời đổi vận, trúng số liên tiếp, phất lên như vũ bão, đổi đời đại gia, đúng trong tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về tử vi tháng 8 âm của quý cô bác Quý Sửu sinh năm 1973, Minh Đường tử vi sẽ cùng quý cô bác điểm nhanh qua tính cách người tuổi Quý Sửu có điểm gì nổi bật. Người tuổi Quý Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi bản thân. Trong cuộc sống người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa tuổi Quý Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lây truyền bởi người khác. Vì vậy khi đã đặt ra mục tiêu họ sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Tuổi Quý Sửu là những người sống có trách nhiệm với thực thể. Họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng sợ hãi, ngược lại luôn điềm tĩnh dũng cảm vượt qua thử thách. Tuổi Quý Sửu đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Họ có khả năng làm việc với năng suất cao gấp nhiều lần người khác mà không hề thấy mệt mỏi. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách, ý chí kiên cường của họ sẽ không bị mai một, mà càng ngày càng trở nên mạnh mẽ kiên quyết hơn. Giữ vững lập trường của mình trong mọi hoàn cảnh khiến tuổi Quý Sửu dễ dàng chạm mốc thành công. Tuy nhiên trong một số trường hợp, sự kiên định đó khiến cho tuổi Quý Sửu trở thành người bảo thủ cố chấp trong mắt mọi người. Những người này ít làm theo lời khuyên từ ai đó, kể cả là những người thân. Họ tin vào sự lựa chọn và những suy nghĩ tính toán của bản thân mình. Mọi mối quan hệ của tuổi Quý Sửu nhất thiết phải dựa trên sự cảm thông tin tưởng lẫn nhau. Họ khéo léo trong chuyện chọn bạn bè, không phải ai tuổi Quý Sửu cũng coi là những người tri kỷ thực sự. Trong cuộc đời, tình duyên của người tuổi Quý Sửu thường đến muộn và diễn ra khá êm đẹp. Những chú trâu sinh ra vào ban ngày sẽ năng động nhanh nhẹn, giỏi kiếm tiền, nhưng lại vất vả hơn những chú trâu được sinh vào ban đêm. Tuổi Quý Sửu sinh vào ban đêm cả đời sống trong an nhàn bình yên, nhưng cuộc đời không mấy dư dả, chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu. Được các tinh nhập mệnh, con giáp này dần thoát khỏi dòng kìm kẹp của hung tinh, nên dễ dàng cải thiện vận mệnh của mình, nghĩa là về sự nghiệp và tài lộc. Cũng bởi bạn luôn tin rằng nỗ lực mình bỏ ra rồi sẽ có ngày được hưởng thành quả ngọt ngào, không vì những lời nói ra vào làm lung lay ý chí. Những ai khốn khó sẽ dần lùi xa, chỉ cần bạn biết nắm bắt cơ hội thì có thể nói khoảng thời gian sắp tới sẽ là những tháng ngày huy hoàng rực rỡ trong cuộc đời của bạn. Điềm báo tử vi cho thấy tháng 8 âm lịch chính là thời điểm tuổi Quý Sửu như con diều no gió, bay cao trên con đường công danh sự nghiệp. Những năm tháng tuổi trẻ không ngừng phấn đấu tích lũy kinh nghiệm, giờ đây đã được thu về trái ngọt.
Sự ổn trọng và chắc chắn, làm việc tới nơi tới chốn đã làm nên thương hiệu của bạn. Chẳng việc gì qua tay con giáp này mà không được hoàn thành gọn gàng. Năng lực của bạn đã là điều không cần phải bàn cãi. Tiếng lành đồn xa, ngày càng tạo dựng được địa vị trong xã hội. Không chịu thành công giữ vị trí trọng yếu ở nơi làm việc, con giáp này còn đầu tư, kinh doanh bên ngoài và thành công lớn, thu nhập cả chính và phụ đều tăng cao, muốn nghèo cũng khó đấy. Tinh Đẩu Tinh mang theo vận tài lộc sáng rõ, trải qua những tháng ngày thật sự khó khăn và vất vả. Có thể nói, mọi thành công và sung túc lúc này là do công trái ngọt mà những người này xứng đáng nhận được. Trời sinh những chú trâu vốn là những người cần mẫn và siêng năng, ban đầu chịu khá nhiều vất vả cực nhọc trăm bề, những khó khăn chỉ càng khiến bạn thêm mạnh mẽ. Từ tích lũy bài học xương máu, con đường công danh vì vậy mà thuận buồm xuôi gió, bạn không bao giờ cho mình ngừng nghỉ, luôn phải vươn lên cố gắng hết sức. Đến thời điểm chính mùi con giáp có được vinh hoa phú quý, và thời gian tới chính là lúc bạn đạt đến đỉnh cao của tiền tài danh vọng. Tiếp theo xin mời quý cô bác đến với phần luận giải chi tiết qua các phương diện chính. Đầu tiên, xét về phương diện công danh sự nghiệp, tuổi Quý Sửu, nam nữ mạng, sinh năm 1973, tháng 8 âm 2024. Tử vi tháng 8 năm 2024 âm lịch của tuổi Quý Sửu, hứa hẹn nhiều điểm sáng mới trong công việc, có quý nhân tam hợp nâng đỡ. Bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao khá dễ dàng, được cấp trên hậu thuẫn, cấp dưới đồng lòng, mọi việc tiến triển theo đúng kế hoạch. Người tuổi Quý Sửu hãy tự tin phát huy những điểm mạnh của mình, bạn sẽ dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh, trở thành một điểm sáng trong tập thể, khiến lãnh đạo phải chú ý và tạo cơ hội để cân nhắc. Cục diện tam hợp đem tới nhiều điểm sáng cho công việc của bản mệnh, bạn phát huy được ưu điểm của mình như tập trung, nghiêm túc có trách nhiệm, nên tránh được nhiều sai sót, luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, thậm chí dẫn dắt mọi người cùng vượt qua được khó khăn. Chắc chắn lãnh đạo sẽ rất ấn tượng với những việc bạn đã làm và sẵn sàng dành cho bạn cơ hội để khẳng định bản thân, tương lai giữ một vị trí cao hơn trong tập thể. Với người làm lãnh đạo, bạn tạo dựng được cái uy của mình, nên dễ nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Hãy mạnh dạn bắt tay vào thực hiện hóa các kế hoạch của mình, bạn hoàn toàn có thể dẫn dắt tập thể đạt được bước phát triển mới đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, dù có gặt hái được thành công hay được đánh giá cao đến mức nào, bản mệnh cũng không được để mình có quyền kiêu căng, coi thường người khác, bởi hung tinh vẫn luôn rình rập, chỉ chờ bạn sơ sẩy là rắc rối sẽ xảy ra. Con giáp này nên chú ý đến các hành xử với mọi người xung quanh, đặc biệt cần nói năng cẩn trọng, có cách ứng xử linh hoạt phù hợp với những tình huống khác nhau. Bạn không nên tỏ vẻ coi thường người khác, coi thường những công việc quen thuộc kẻo sẽ rất dễ vướng vào những khúc mắc không đáng có, khiến hình tượng của bản thân bị ảnh hưởng. Theo lịch vạn niên và phi tinh tháng 8, lục bạch đồng cung với bát bạch ở hướng đông nam. Tại đây tuổi Quý Sửu chú ý bố trí đồ đạc gọn gàng sạch sẽ, nếu có thể hãy bổ sung thêm cây xanh, tiểu cảnh hay hòn non bộ tại đó. Những vật phẩm phong thủy này có tác dụng khuếch đại trừ khí, phong thủy tích cực, mang tới vận khí hanh thông, thúc đẩy mọi việc bạn làm càng thuận lợi. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Quý Sửu, nam nữ mạng, sinh năm 1973, tháng 8 âm 2024. Tử vi tháng 8 năm 2024, tuổi Quý Sửu âm lịch, thấy rằng con đường tài lộc của người tuổi Quý Sửu cũng có những điểm sáng đáng kể. Bạn có thể thu tiền về đầy túi không phải lo đến chuyện chi tiêu. Với người làm công ăn lương, những thành tích cao trong sự nghiệp giúp bạn sở hữu một túi tiền rủng rỉnh, chắc hẳn chẳng có lãnh đạo nào lại keo kiệt không dành phần thưởng cho một nhân viên xuất sắc như bạn. Cầm khoản tiền hậu hĩnh trong tay bạn lại càng cảm thấy có động lực hơn và tiếp tục cống hiến không ngừng nghỉ. Với người làm ăn kinh doanh, bạn tạo dựng được thương hiệu của mình, khiến khách hàng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của bản thân, nên ai mua một lần rồi cũng sẽ muốn quay trở lại. Bạn có một đội ngũ khách hàng thân thiết và trung thành, nên khoản tiền thu vào túi lúc nào cũng ổn định, không phải sợ hãi trước sự cạnh tranh của đối thủ. Tuy nhiên, có những lúc con giáp này cần để ý đến các hành xử của mình, trở nên cư xử một cách cứng nhắc hoặc chủ quan, coi thường những công việc đã quá quen thuộc, ngoài điều bất chắc vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì thế cứ cẩn thận vẫn hơn. Về phương diện tình duyên gia đạo, tuổi Quý Sửu, nam nữ mạng,
sinh năm 1973 tháng 8 âm 2024. Tử vi năm 2024, nhờ quý nhân tam hợp xe duyên, chuyện tình cảm của tuổi Quý Sửu ngày càng phong phú, có nhiều trải nghiệm thú vị. Với các cặp vợ chồng, thời điểm này thích hợp để dành thời gian chia sẻ, hóa giải mâu thuẫn, giúp không khí gia đình thêm ấm áp, xóa tan sự căng thẳng trước kia. Gia đình bạn có thể cùng nhau đi du lịch để tạo thêm sự gắn kết giữa các thành viên. Bản mệnh đừng bỏ lỡ cơ hội để có được tình cảm như ý. Về phương diện sức khỏe, tuổi Quý Sửu, nam nữ mạng, sinh năm 1973 tháng 8 âm 2024. Tử vi tháng 8 năm 2024, tuổi Quý Sửu bình ổn về mặt sức khỏe, hầu như không gặp vấn đề gì lo ngại về phương diện này. Có điều do hung tinh Bạch Hổ ảnh hưởng, bản mệnh chú ý đi đứng cẩn thận, tránh bị tai nạn xe cộ hoặc họa hình thương như té ngã, chấn thương. Theo đông y mùa thu nên chú trọng dưỡng sinh để củng cố và tăng cường sức khỏe. Cần phối hợp nhiều biện pháp như ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện, điều hòa khí huyết. Theo nguyên tắc dưỡng âm, ẩm chống khô hanh, nên ăn tăng chua giảm cay, ngủ sớm dậy sớm, giảm tần suất quan hệ tình dục, vận động nhẹ nhàng. Ngoài ra, cần đặc biệt lưu ý cảnh mùa thu dễ gợi cảm xúc buồn thương, nhất là với người già khi tuổi đã xế chiều. Người trẻ cũng vì cảnh buồn người chẳng thể vui, nên tâm trạng dễ bực tức. Bởi vậy bạn cần phải giữ tinh thần lạc quan yêu đời, để làm nền cho hai khí âm dương cân bằng, từ đó phòng tránh bệnh tật. Nên theo dõi xem phong thủy hàng ngày để ứng dụng phong thủy vào đời sống, giúp đón lành tránh dữ. Sau đây là tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang dưỡng vận dành riêng cho người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 tháng 8 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 tháng 8 âm lịch 2024. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Quý Sửu có một tuần dưỡng duyên nhờ có sự xuất hiện của sao Thái Âm. Các tinh này che chở cho các mối quan hệ của Sửu, mở ra những kết nối trong cả cuộc sống lẫn việc làm ăn. Bạn có thể tranh thủ cơ hội này để mở rộng quan hệ hợp tác, tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Về công việc, chính quan báo hiệu, Sửu có thể biến tuần lễ mới của mình trở nên ý nghĩa hơn bằng những thành tựu đạt được trong tuần này. Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn trọng khi giao tiếp với những người xung quanh. Sự thân thiện của bạn có thể là yếu tố để kẻ xấu lợi dụng và hãm hại. Đầu tuần và giữa tuần là lúc các khí dưỡng, tài vận dưỡng phát. Sửu cũng nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền, chi trả cho những khoản chi tiêu cần đến vào cuối tháng. Cuối tuần có điềm báo hao tài, con giáp này nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, tránh chi tiêu quan phí mua sắm quá độ. Theo dõi tử vi cuối tuần, người tuổi Quý Sửu có thể an tâm hưởng thụ thành quả khi vận trình của bạn đang có rất nhiều tín hiệu tích cực. Mọi việc diễn ra thuận lợi khiến cho mọi người phải ghen tị với may mắn của bạn đấy. Nhìn chung công việc tiến triển theo đúng mong muốn, chỉ cần bản mệnh giữ được tinh thần lạc quan và vui vẻ thì không có gì không làm được. Dù là cuối tuần nhưng bản mệnh cũng chẳng hề ngơi tay, song sự bận rộn này đổi lấy những hiệu quả bất ngờ. Đây sẽ là thời điểm dưỡng vận khí nhất, khá thích hợp để những người làm kinh doanh đưa ra quyết định đầu tư, hợp tác làm ăn. Con giáp này sẽ có cơ hội tiếp xúc với một vài đối tác đáng tin cậy. Hãy duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài để đôi bên cùng có lợi nhé. Quý nhân: Hợi, Dậu. Tiểu nhân: Mão, Thìn. Màu sắc may mắn: vàng, hồng. Con số may mắn: 25, 78, 12. Tử vi tuần 2, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, tháng 8 âm lịch 2024. Hung tinh Thiên Cẩu nhập mệnh, người tuổi Quý Sửu nên giữ được bình tĩnh và hạn chế tạo mâu thuẫn với đồng nghiệp trong tuần lễ này, nếu không người chịu nhiều thiệt thòi có thể là chính bạn. Vận khí ảm đạm, con giáp này làm gì cũng phải đầu tư thật nhiều công sức, nhưng thành quả chẳng thể như mong muốn. Dù vậy, bạn cũng chớ vội nghĩ tới chuyện bỏ cuộc. Có lẽ vì công việc bận rộn hoặc cuộc sống có chút thay đổi, nên bạn đang khó lòng tập trung vào những gì đang diễn ra trước mắt. Dù vẫn may mắn là không xuất hiện tình huống nguy hiểm, song con giáp này sẽ khó lòng tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn khi vướng mắc bởi những vấn đề ngoài ý muốn. Tài lộc trong tuần chỉ ở mức trung bình, tuần này không thích hợp để bản mệnh mạo hiểm đầu tư ở những lĩnh vực mới. Càng mạo hiểm thì nguy cơ càng rủi ro lớn, thậm chí có thể mất trắng. Nhìn chung,
người tuổi Quý Sửu làm gì cũng nên cẩn trọng trong các quyết định và cả việc chi tiêu tiền bạc. Sức khỏe của tuổi này có dấu hiệu suy giảm, bạn được nhắc nhở nên chú ý việc ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc, kết hợp vận động nhẹ nhàng thường xuyên sẽ khiến cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thư thái hơn. Ngoài ra, những người làm việc chân tay hay thường xuyên di chuyển đi lại cũng nên chú ý vấn đề an toàn cho bản thân. Quý nhân: Tý, Dần. Tiểu nhân: Mùi, Ngọ. Màu sắc may mắn: đen, nâu. Con số may mắn: 21, 89, 56. Tử vi tuần 3, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, tháng 8 âm lịch 2024. Tuần mới, tuổi Quý Sửu được Thiên Đức Cát Tinh hậu thuẫn, nên vận trình công việc hanh thông, các kế hoạch, nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ. Bạn cũng nhận một khoản thưởng nóng kha khá, nhờ vào sự thông minh và khéo léo trong công việc, những dự án dang dở cũng được bạn hoàn thành hết trong tuần. Tuy nhiên, trong môi trường tập thể, bạn nên giảm bớt sự gai góc của mình lại. Con giáp này có thể thể hiện quan điểm của mình, nhưng chớ nên quá gay gắt. Bản mệnh có thể gặp rắc rối khi khăng khăng làm mọi chuyện theo ý mình mà không quan tâm đến những người xung quanh. Sự lắng nghe lúc này là rất quan trọng. Tài lộc trong tuần cũng khá dượng, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng. Một số dự án ban đầu, đầu tư bắt đầu thu hồi kết quả sau một thời gian đợi chờ trong sốt ruột. Nhìn chung, tuổi Quý Sửu đã gặt hái không ít thành tựu, nên vấn đề tiền bạc không cần lo ngại. Tuy nhiên, có vẻ như khi mọi chuyện đang diễn ra ổn định thì bạn lại có xu hướng chủ quan. Con giáp này cần tập trung để tránh xảy ra những sai sót. Chúng rất mất thời gian sửa chữa cho dù không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Thậm chí, bạn còn có thể đánh mất những thành quả mà mình đã vất vả gây dựng. Tuổi Quý Sửu cũng có thể kiếm được khá nhiều tiền trong tuần này, từ cả hai nguồn thu phụ và chính. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có thu nhập khá tốt, không lo túng thiếu. Dù vậy, bạn cũng nên quản lý chi tiêu hợp lý, đừng vội mua sắm bừa bãi khiến tiền bạc hao tổn nhanh chóng. Quý nhân: Dậu, Tý. Tiểu nhân: Thìn, Hợi. Màu sắc may mắn: đen, hồng. Con số may mắn: 72, 90, 34. Tử vi tuần 4, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, tháng 8 âm lịch 2024. Tỷ Kiên nhắc nhở người tuổi Quý Sửu tốt nhất nên tránh cãi giả, tranh cãi với đồng nghiệp của mình và đặc biệt là với cấp trên trong tuần này, dù bạn có những ý tưởng và quan điểm trong tuần này. Muốn thể hiện nhưng cũng nên chú ý tới hoàn cảnh và thời điểm, sự kích động nhất thời khiến con giáp này dễ dàng làm mất lòng người khác, gây ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của bản mệnh trong tương lai đấy. Cho dù nhìn theo hướng tích cực, sự hiếu thắng có thể khiến bạn không ngừng cố gắng vươn lên, thậm chí đạt được kết quả vượt xa người thường. Tuy nhiên, vấn đề nào cũng có hai mặt, bản mệnh cũng không nên coi thường mặt tiêu cực của tính hiếu thắng, bởi bản mệnh sẽ tạo thêm nhiều kẻ thù, phá hỏng các mối quan hệ vốn tốt đẹp. Tài chính cũng đứng trước nhiều nguy cơ do tiểu hao cản trở, các khoản chi phí vô tội vạ, mua sắm theo ý thích sẽ làm cho bạn rỗng túi nhanh chóng. Bản mệnh cần tập trung vào công việc, ổn định thu nhập bằng cách tìm tới sự hướng dẫn và giúp đỡ của những người đi trước, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Ngoài ra, đừng vì bận rộn mà quên chăm lo cho đời sống tình cảm của mình, hay sao nhãng vuông vén các mối quan hệ cá nhân, chu toàn gia đình, chăm sóc bạn đời, hẹn hò người yêu. Không chỉ là những trách nhiệm mà bạn phải hoàn thành, nó còn là niềm vui giúp bạn thoải mái hơn sau những giờ làm việc căng thẳng. Quý nhân: Sửu, Tỵ. Tiểu nhân: Dần, Thìn. Màu sắc may mắn: tím, đen. Con số may mắn: 35, 89, 21. Xem đến đây chắc hẳn quý cô bác đã nắm được cơ bản về vận trình của mình tháng 8 âm rồi. Vậy tháng này cần làm gì để nắm bắt vận may đổi đời như ý? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi gán màn qua các phần tiếp theo trong video ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình sẽ là lời cảnh báo của các nhà tử vi về vận mệnh của tuổi Quý Sửu. Khẩu quyết: tiền bạc tổn hao. Người tuổi Quý Sửu đưa ra những kế hoạch nhìn thì triển vọng nhưng lại chưa thực sự phù hợp với thực tế, khiến rắc rối liên tiếp xảy ra. Một khi dự án không tiến triển thuận lợi được như dự kiến, bạn cần dừng lại để xem xét vấn đề và tìm hướng khắc phục ngay. Ngược lại, nếu đưa ra phán đoán sai, rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân
thì bạn khó tránh khỏi cảnh hao tài tốn của, mất công mất sức mà mọi việc không được như ý muốn. Tháng này bản mệnh cần hạn chế tính nóng nảy hay sự bất cẩn, gây thù chuốc oán với người khác. Nếu vướng vào các vụ tranh chấp kiện tụng, bạn không chỉ mất công mà còn mất tiền mới có thể giải quyết êm xuôi, khiến các dự án phải tạm thời chững lại, tiểu nhân quấy rối. Tháng này người tuổi Quý Sửu vẫn cần cẩn thận trước nguy cơ tiểu nhân luôn nhằm nhò, tìm cơ hội khi bạn lơ là để quấy phá. Vì thế dù có đạt được thành công bạn cũng chớ nên chủ quan, làm việc gì bạn cũng hãy cẩn thận khiêm tốn, để ý đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Tuy nhiên chỉ cần bạn làm việc cẩn thận thì không cần quá lo lắng đến kẻ tiểu nhân, thậm chí bạn còn đoán được trước tình hình để chuẩn bị sẵn cách ứng phó. Vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về tổng quát vận hạn tháng 8 âm của cô bác tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, và bây giờ sẽ là một được nhiều cô bác đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là nam mạng tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. 1. Sao chiếu mạng. Nam mạng tuổi Quý Sửu 1973 gặp sao Kế Đô. Kế Đô là hung tinh, tác động mạnh hơn với nữ giới, nam mạng thì nhẹ hơn chút. Tuy nhiên, năm có sao này chiếu cần đề phòng tai nạn bất ngờ, hao tài tốn của, tàn khó, bệnh tật, thị phi, đau khổ, buồn rầu, họa vô đơn chí, trong gia đình có việc không may. Xấu nhất là tháng 3 và tháng 9 âm lịch. 2. Hạn tuổi. Trong tử vi trọn đời lục thập qua giáp, tuổi âm lịch của nam mạng Quý Sửu 1973 năm Giáp Thìn 2024 là 52, gặp hạn, hạn địa dõng. Hạn này gây bất lợi cho việc đi xa, cẩn thận lời nói kẻo vướng khẩu thiệt thị phi, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời, cẩn trọng trong nội tộc có chuyện tan gia, công việc khó khăn, làm ăn trắc trở phải bỏ giữa chừng. 3. Vận niên. Năm con rồng, tuổi Quý Sửu nam mạng gặp vận niên khuyển cuồng phong, tức là chó bị gió giữ. Báo hiệu một năm tài lộc kém sắc, sức khỏe giảm sút, năm ngoái đã lận đận, năm nay vẫn còn một ít lo âu. Trong năm có thể gặp tai bay dạ gió, nhưng can đảm lên sẽ đánh đổ được tất cả trở ngại. Về chuyện tình cảm, không nên nhiều tự ái mà đánh mất hạnh phúc, nhún nhường một chút thì gia đạo hài hòa, người còn độc thân sẽ có đối tượng tới cầu cạnh nhân duyên. 4. Hóa giải vận hạn. Cách hóa giải sao Kế Đô theo phong thủy. Đồ phong thủy, sao Kế Đô là sao thuộc hành thổ, muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế. Do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, tám, y. Có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh. Dần dà tai ương sẽ tan biến. Việc dân sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả. Cách hóa giải hạn địa dõng năm 2024. Về làm ăn, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch. Nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương thân. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra. Luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Tinh thần hướng thiện, gia chủ cần thành tâm sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Cảnh báo, đương số không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Đồng thời không nên cho người lạ vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. 5. Vật phẩm phong thủy. Để hạn chế sự ảnh hưởng của sao hạn, quý bạn nên mang theo vật phẩm phong thủy bên mình như lá bùa may mắn. Đặc biệt tuổi Quý Sửu 1973 được Phật Hư Không Bồ Tát hộ mệnh, mang theo mặt Phật bản mệnh bên mình để cải vận, tăng sinh khí, tốt cho tinh thần sức khỏe của gia chủ. Tuổi Quý Sửu 1973 mệnh thổ nên chọn mặt Phật làm từ đá mắt hổ, vàng nâu, hành thổ là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra có thể chọn mặt Phật đá mã não đỏ hành quả, bởi vì quả sinh thổ cũng rất tốt cho bản mệnh.
Tiếp theo là nữ mạng Quý Sửu sinh năm 1973. 1. Sao chiếu mạng. Tháng 8 âm lịch nữ mạng tuổi Quý Sửu 1973 gặp sao Thái Dương, được coi là phúc tinh, tốt cho nam mạng và nữ mạng. Trong năm có sao này chiếu, khó khăn trong công việc được tháo gỡ, giảm bớt hung hiểm cho vận trình, tiền bạc cũng khá may mắn, có khoản tích lũy lâu dài. May mắn nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch, nếu muốn tiến hành việc lớn, tranh thủ hai tháng ấy mà làm. 2. Hạn tuổi. Hạn địa giỏng này gây bất lợi cho việc đi xa, cẩn thận lời nói kẻo vướng khẩu thiệt thị phi, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời, cẩn trọng trong nội tộc có chuyện tan gia, công việc khó khăn, làm ăn trắc trở phải bỏ giữa chừng. 3. Vận niên. Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Quý Sửu nữ mạng gặp vận niên khuyển cuồng phong, tức là chó bị gió giữ. Báo hiệu một năm tài lộc kém sắc, sức khỏe giảm sút, năm ngoái đã lận đận, năm nay vẫn còn một ít lo âu. Trong năm có thể gặp tai bay dạ gió, nhưng can đảm lên sẽ đánh đổ được tất cả trở ngại. Về chuyện tình cảm, không nên nhiều tự ái mà đánh mất hạnh phúc, nhún nhường một chút thì gia đạo hài hòa, người còn độc thân sẽ có đối tượng tới cầu cạnh nhân duyên. 4. Quá giải sao hạn. Cách làm tăng các tính của sao Thái Dương trong năm 2024. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn. Đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác chớp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy, tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Cách hóa giải hạn địa giỏng năm 2024. Về làm ăn, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch. Nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương thân. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra. Luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Tinh thần hướng thiện, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Cảnh báo, đương số không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Đồng thời không nên cho người lạ vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. 5. Vật phẩm phong thủy. Để hạn chế sự ảnh hưởng của sao hạn, quý bạn nên mang theo vật phẩm phong thủy bên mình như lá bùa may mắn. Đặc biệt tuổi Quý Sửu 1973 được Phật Hư Không Bồ Tát hộ mệnh, mang theo mặt Phật bản mệnh bên mình để cải vận tăng sinh khí, tốt cho tinh thần sức khỏe của gia chủ. Và bây giờ xin mời quý cô bác hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải chi tiết theo từng tháng sinh may mắn ngay sau đây. Tuổi Quý Sửu sinh tháng 5 âm lịch. Xem tử vi ngày tháng sinh âm lịch, người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 5 âm lịch có tính cách rất điềm đạm và cũng rất tự tin. Nhờ có tính cách vững vàng nên lúc nào họ cũng giữ được thái độ lạc quan, để lại ấn tượng tốt với mọi người. Dù kinh doanh theo lĩnh vực nào, tuổi Quý Sửu sinh tháng âm lịch này cũng có thể kiếm tiền suôn sẻ. Vào giai đoạn đầu lập nghiệp, họ cũng gặp khó khăn khủng hoảng, nhưng sau đó nhanh chóng ổn định vững vàng. Khi ra ngoài, người tuổi Quý Sửu sinh tháng âm lịch này có nhiều bạn bè, quý nhân, nên tương lai của họ cũng vô cùng hạnh phúc, ổn định. Họ vốn chịu khó nhẫn nại, nên cuối cùng cũng đạt được kết quả tốt trong lĩnh vực kinh doanh, làm ăn phát đạt, cơm áo không lo. Tuổi Quý Sửu sinh tháng 7 âm lịch. Xem tử vi ngày tháng sinh âm lịch, người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 7 âm lịch có tính cách đơn giản, không có cá tính gì nổi bật. Nhưng thực sự họ lại là người khá được lòng người vì đáng tin cậy và lương thiện. Nhờ đó xung quanh họ luôn có quý nhân giúp đỡ,
rất hiếm khi gặp phải khó khăn rắc rối kéo dài. Với năng lực và sự nỗ lực hết mình, người tuổi Quý Sửu sinh tháng 7 âm lịch có thể đạt được kết quả hơn những người khác, và sự xuất hiện của những người bạn, đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ cũng giúp họ tiến bộ qua từng năm. Mỗi năm họ lại đón nhận những điều bất ngờ, kết quả làm việc ngày một tốt hơn và kéo dài nhiều năm. Thu nhập của người tuổi Quý Sửu sinh thời điểm âm lịch này cũng sẽ tiếp tục tăng lên, cuộc sống ngày một khấm khá. Sự khiêm tốn và chăm học hỏi cộng với nhiều bạn bè, đó là những gì làm nên thành công của người tuổi Quý Sửu sinh tháng 7 âm lịch. Tuổi Quý Sửu sinh tháng 12 âm lịch. Xem tử vi ngày tháng sinh âm lịch, người tuổi Quý Sửu sinh tháng 12 âm lịch có tính cách ổn định, lạc quan nhân hậu, biết cách đối nhân xử thế, họ nhanh chóng hòa đồng với mọi người, cùng đồng nghiệp thúc đẩy sự phát triển nhanh hơn trong công việc. Cho dù đôi khi mọi việc không được suôn sẻ, nhưng nhờ có quý nhân giúp đỡ kịp thời mà họ nhanh chóng thoát khỏi giai đoạn khó khăn, rút ngắn thời gian vất vả, giảm bớt áp lực càng sớm càng tốt. Tương lai những người này sẽ làm đầy ngân khố, cuộc sống sung túc, ít áp lực hơn, không có vấn đề gì không giải quyết được. Lời khuyên cải biến vận mệnh cho tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Vận mệnh của bạn thành công hay thất bại, giàu sang hay nghèo hèn, không quyết định bởi tướng mạo và chiều cao, mà quyết định bởi trong tâm bạn chứa đựng cái gì. Trong tâm bạn chứa đựng những điều tốt đẹp thì thân thể bạn sẽ mạnh khỏe. Trong tâm bạn chứa đựng những điều tươi đẹp thì dung mạo bạn sẽ tươi đẹp. Trong tâm bạn chứa đựng đầy năng lượng thì thân thể bạn sẽ tràn đầy năng lượng. Trong tâm bạn chứa đựng niềm vui thì cuộc đời bạn sẽ tràn đầy hạnh phúc. Trong tâm bạn chứa đựng tự tin thì cuộc đời bạn sẽ sống rất thoải mái tự tin. Cảnh giới của cuộc đời, tương lai của sinh mệnh, nói là ở trong mê, kỳ thực chính là ngay trước mắt, chính là ở trong sự lựa chọn của bạn, chính là trong tâm bạn. Tướng tùy tâm sinh, duyên do tâm định, duyên khởi ở tâm, mà tu cũng là ở tâm. Mỗi người chúng ta đều giống như một chiếc chai không, trong tâm chúng ta chứa đựng những gì thì chúng ta sẽ được những thứ đó. Dân, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 8 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 8 âm lịch năm 2024 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường tử vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.